Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, như đã chia sẻ ở trong những video trước, thì cam được coi là thực phẩm vàng để bồi dưỡng sức khỏe và được tất cả mọi người, từ già trẻ lớn bé đều ưa thích sử dụng. Cam là một trong những loại quả rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Đây là loại quả cần được bổ sung hàng ngày để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu không biết cách chọn cam, có thể bạn sẽ mua phải những quả non, xốp, ít nước và nhạt. Và không phải ai cũng biết cách chọn được những quả cam tươi, vỏ mỏng và ngọt ngây. Hãy giật lưng những mẹo nhỏ mà An Tâm Sống Khỏe chia sẻ sau đây để chọn được những quả cam như ý muốn. Trên thị trường đang rộ lên mùa cam với đủ loại sản phẩm đến từ các vùng miền khác nhau. Giá cam khá rẻ, chỉ từ 25 đến 40 ngàn 1 kg tùy loại, thậm chí là tùy theo chất lượng trái cam. Để chọn được những quả cam tươi, ngon, mọng nước, người mua cũng cần tinh ý nhận biết các dấu hiệu ngoại hình từng trái để không bị mua hớ phải hàng xấu, giá cao. Chọn cam đúng mùa. Mẹo chọn cam ngon, tươi và tốt cho sức khỏe đầu tiên mà bạn phải nhớ đó chính là chọn cam đúng mùa. Dù loại hoa quả nào thì cũng nên chọn đúng mùa để ăn, bởi hoa quả trái mùa luôn tiềm ẩn những nguy cơ độc hại của hóa chất bảo quản. Trái cam cũng vậy, nên chọn cam đúng mùa vụ để có những trái cam tươi ngon nhất. Nếu không phải mùa cam, bạn có thể chọn loại hoa quả thay thế như xoài, bưởi, quýt để an toàn hơn, chứ không nên ăn cam trái mùa. Mùa cam rộ ở Việt Nam thường vào tháng 9 dương lịch cho đến hết sau Tết, nhưng thông thường cam chín rộ vào thời điểm cuối năm. Như thời điểm hiện tại, cam đã bắt đầu được bán đại trà vào đầu tháng 9 dương lịch, tức đầu tháng 8 âm lịch. Như vậy, các bà nội trợ hãy căn mùa cam để mua được loại cam tươi ngon, đảm bảo an toàn nhé. Hình dáng. Nên chọn những quả có hình dáng ngay ngắn, không siêu vẹo, không bên to, bên nhỏ, núm quả tươi. Nếu núm héo, lá héo mà vẫn bám chắc trên cành, trên quả thì đó là cam đã được tẩm thuốc giữ tươi, chống rụng lá. Điều này thường thấy ở cam có xuất xứ từ Trung Quốc, vận chuyển về Việt Nam qua nhiều ngày nhưng ngụy trang bằng lá để nói với người tiêu dùng là cam trong nước mới cắt. Màu sắc. Khi mua cam, không nên chọn quả có màu quá xanh hoặc xanh hơn một nửa diện tích bề mặt. Đây là những quả cam hái sớm, chưa chín. Càng không nên chọn quả cam có màu nâu sậm hay thâm đen vì đã bị hỏng. Nên chọn quả có màu tươi tự nhiên, chuyển sang vàng và có pha chút màu xanh. Nên chọn quả có phần vàng nhiều hơn phần xanh vì đó là dấu hiệu cho biết cam đến độ thu hoạch, có vị ngọt. Cam chín tự nhiên thường có màu vàng ở đáy quả lan lên trên. Không nên chọn quả có đốm vàng đều phân tán khắp cả quả, đó là cam F9. Chọn cam theo vỏ. Khi mua cam, nên quan sát kỹ phần vỏ. Đặc điểm của vỏ cam sẽ giúp bạn biết được cam có ngon hay không. Những quả cam căng bóng thường mỏng vỏ, mọng nước và rất ngọt. Nếu vỏ cam sần sùi, vàng chóe một bên là bị rám nắng, ít nước, không ngon. Cần quan sát phần vỏ phía xung quanh cuống. Nếu vỏ dày và cao, trong khi chính giữa, núm lõm hơn so với xung quanh thì đây là quả ngon. Đặc biệt, bóp nhẹ vào vỏ, cảm thấy có dầu tiết ra ngoài, chứng tỏ quả tươi. Độ mềm. Khi mua cam cũng cần lưu ý đến độ mềm của quả. Không nên chọn quả mềm nhũn vì đã bị dập. Còn những quả cứng, không đàn hồi là non, sượng và ít nước. Trọng lượng. Trọng lượng cũng là một trong những đặc điểm cơ bản để nhận biết cam ngon hay không. Khi mua, nên chọn quả cầm chắc tay để đảm bảo mọng nước. Những quả to mà nhẹ thường ít nước, xốp và khô. Một trong những mối quan tâm hàng đầu của các chị em nội trợ đó chính là cách phân biệt rau củ quả của Trung Quốc với rau củ quả của Việt Nam. Cam cũng là loại trái cây được nhiều người yêu thích và sử dụng, nhưng việc nhập nhem giữa cam Trung Quốc và cam Việt Nam cũng làm đau đầu các chị em. Tiếp theo video ngày hôm nay, An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ cho mọi người cách phân biệt cam Trung Quốc và cam Việt Nam mà bạn có thể áp dụng. Cách này luôn đúng 100%, đảm bảo gia đình bạn sẽ được thưởng thức những trái cam tươi ngon và mọng nước nhất. Cam Trung Quốc, trái tròn nhìn rất bắt mắt, chỉ to bằng hoặc hơn một chút so với trái cam sòn của Việt Nam. Cam Trung Quốc có vỏ màu xanh, láng bóng mà nhìn rất nhẵn mịn. Cam Trung Quốc không có hạt, kép cam thường có màu vàng nhạt và ít mọng nước. Do được ngâm hóa chất bảo quản nên dù có phơi nắng suốt ngày thì cam Trung Quốc vẫn tươi, xanh như vừa mới được thu hoạch. Khi các bạn quan sát phần lá của trái cam, sẽ thấy cam thường không có lá hoặc lá ít, non và nhìn bóng, trong khi phần cuống của trái cam lại có màu thâm đen. Khi sờ vào thấy cuống thường hay bị rụng, cam không có mùi thơm và nếu ăn thử thì thấy có vị ngọt nhưng mùi hơi bị ủng. Cam Trung Quốc thường nhập vào Việt Nam quanh năm
nhưng xuất hiện nhiều nhất là vào khoảng tháng 8 và tháng 9 hàng năm. Ngoài ra, cam Trung Quốc còn có giá rẻ hơn cam Việt Nam rất nhiều. Thông thường, cam Trung Quốc có giá chỉ khoảng 20.000 đồng đến 30.000 đồng 1 kg, còn Việt Nam có giá trị cao hơn nhiều, lên tới 70.000 đồng. Cam Việt Nam, trái to vừa phải, riêng cam sành của Việt Nam thì có thể có kích thước to gấp đôi so với cam Trung Quốc. Cam Việt Nam có vỏ màu xanh ngả vàng, vỏ dày, da sần sùi, hay bị nám. Nói chung, về mặt hình thức, cam Việt Nam xấu hơn cam Trung Quốc rất nhiều. Cam Việt Nam có màu vàng đậm, hơi ngả màu cam, thường nhiều hạt và tép cam rất mọng nước. Khi quan sát phần cuống và lá, bạn sẽ thấy cuống tươi, bám vào trái thì rất chắc chắn, phải dùng sức vặt thì cuống mới rụng. Cam Việt Nam thường là lá già, có màu xanh đậm hoặc hơi úa vàng. Cam Việt Nam do không ngâm thuốc bảo quản nên nếu để lâu ở ngoài trời sẽ bị héo. Nếu bạn ăn thử, sẽ thấy vỏ cam dính chắc, rất khó bóc, có nhiều dầu và có mùi thơm thoang thoảng. Ăn vào thấy có vị ngọt thanh, hơi chua. Khi dùng vắt lấy nước thì nước cam có màu tươi, đẹp và có mùi thơm đặc trưng của cam. Cam Việt Nam gồm cam Tuyên Quang và Hà Giang, thường vào mùa khoảng tháng 12 và tháng 1 hàng năm. Riêng cam sành miền Tây thì có quanh năm. Thêm một điểm phân biệt nữa là giá cam Việt luôn đắt hơn cam Trung Quốc rất nhiều. Nhắc đến các loại cam ngon, người ta sẽ nghĩ ngay đến các tên tuổi như cam canh, cam sành, cam cao phong hay cam vinh. Tuy nhiên, với khí hậu đa dạng và thích hợp, cam được trồng ở nhiều vùng khác nhau ở nước ta. Đây là những giống cam được trồng nhiều ở nước ta. Cam sành Hà Giang. Cam sành Hà Giang từ lâu vẫn được xem là một trong những loại cam ngon được xếp vào hàng đặc sản của Việt Nam. Cam sành Hà Giang có vỏ sần sùi, dày, màu xanh khi chín vỏ chuyển sang màu vàng, quả tròn. Giống cam này có mùi thơm nhẹ, vị ngọt và có pha chút rôm rốt nhưng rất ngon. Tép cam mọng nước màu vàng, nhiều múi rất thích hợp để ép lấy nước hoặc có thể sử dụng trực tiếp sau khi bóc vỏ. Vụ thu hoạch của giống cam này vào khoảng tháng 12 dương lịch, khoảng tháng 10 và tháng 11 âm lịch, gần sát với thời gian phục vụ cho dịp Tết. Trọng lượng mỗi quả cam sành trung bình từ 2 đến 2,5 lạng. Cam Cao Phong. Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, vùng đất nổi tiếng về cam, quýt và cam Cao Phong đã trở thành thương hiệu đặc sản không còn xa lạ với bất kỳ ai. Cam Cao Phong bao gồm nhiều giống cam được trồng trên đất Cao Phong như cam lòng vàng vị ngọt, sánh và được coi là loại cam đặc biệt nhất ở đây. Loại cam này có vỏ mỏng dính, có mùi thơm nhẹ, đặc biệt ăn ngọt mát chứ không khé như những loại quýt khác. Và cuối cùng là cam xã đoài có vỏ vàng đều, ít hạt, ăn cũng khá ngọt. Thời gian bắt đầu thu hoạch của cam Cao Phong khoảng từ đầu tháng 10, thời điểm cao nhất là từ tháng 11 âm lịch. Đi qua thị trấn Cao Phong, xã Thu Phong, Dũng Phong, bạn có thể dễ dàng thấy hàng trăm sạp bày bán các loại cam đặc sản ở vùng đất Cao Phong này. Cam Vinh. Nói đến cam Vinh, ắt hẳn nhiều người nghĩ rằng những trái cam được trồng trên đất Vinh. Tuy nhiên không phải vậy, cam Vinh chỉ là tên gọi, còn vùng đất trồng cam Vinh này nằm ở phía tây tỉnh Nghệ An, được trồng tại các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An, nơi có khí hậu nóng bức, đất vùng đồi, nhiều gió nên những trái cam thường không được đẹp mẫu như các vùng khác. Người nội trợ khéo léo sẽ biết cách chọn những quả cam tươi có đáy quả hơi vàng hoặc đỏ, nhiều dám, ngắn mềm tay, phần cuống lõm xuống so với phần xung quanh. Đặc trưng của cam Vinh ở chỗ vỏ rất mỏng, tép bên trong có màu vàng nhạt, khi ăn trái có vị ngọt thanh, cũng có quả vị chua nhẹ. Cam Vinh bắt đầu chín vụ từ tháng 10 âm. Cam Bù Hà Tĩnh. Khi nhắc đến các loại cam ngon và nổi tiếng thì người dân Hà Tĩnh có thể tự hào bởi vùng đất của mình có được giống cam tuyệt vời mang tên Cam Bù. Cam Bù được trồng ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh hay được xem là thứ quà tặng tuyệt diệu của thiên nhiên. Cũng giống như các loại cam khác, Cam Bù Hà Tĩnh có dạng hình cầu, vỏ bị nhẵn, màu vàng đỏ, vị ngọt thơm và nhiều nước. Cam Bù là giống cam chín khá muộn, thường chín và thu hoạch vào đúng dịp Tết Nguyên đán nên giá trị kinh tế cao. Một cân cam có giá từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng 1 kg. Cam Xoàn. Cam Xoàn là đặc sản nổi tiếng của miền Tây bởi vị ngọt, ngọt đậm đà khó quên. Cam Xoàn là giống cam ít hột, thơm ngon và ngọt nhất. Cam Xoàn có hình tròn, vỏ mỏng màu vàng nhạt, có những vòng xoáy như đồng tiền, ruột vàng, ăn có vị ngọt đậm, thanh mát, mùi thơm nhẹ. Cam Xoàn ruột vàng, vị ngọt thanh hơn quýt, trái to, cây từ 3 năm tuổi trở lên có trái quanh năm. Đặc điểm của cam Xoàn là có mùi thơm nhẹ, trái càng nhỏ thì vị càng ngọt thanh, chắc múi. Cam Xoàn từ khi ra hoa và thu hoạch là 9 tháng. Cam Canh được xếp vào hàng trái cây đặc sản. Cam Canh không chỉ được bán với giá cao
mà còn không dễ để mua được. Cam canh vốn được trồng ở làng Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Sau này cây cũng được phổ biến ở một số địa phương khác như Bắc Giang, Yên Bái, Hòa Bình. Nhưng vị ngọt, thơm như bản gốc thì không thể bằng. Cam canh màu vàng cam, nhìn hơi giống quýt. Lớp vỏ mỏng, thơm dịu khi ăn bóc vỏ rồi tách từng múi thưởng thức chứ không bổ ra giống cam thường. Khi ăn, loại cam này có vị ngọt mát rất đặc trưng. Vào ngày Tết, cam canh được xem là một món quà quý để đem đi biếu hoặc bày mâm ngũ quả nên giá rất cao. Thậm chí, nhiều khi có tiền muốn mua được cam canh chuẩn cũng không dễ vì nhiều nhà đã đặt từ khi cây bắt đầu ra hoa. Chắc chắn với những bí kíp mà An Tâm Sống Khỏe chia sẻ với các bạn, mọi người cũng có thể chọn lựa được cho gia đình mình những trái cam tươi ngon, giàu dinh dưỡng nhất. Sau khi lựa chọn được cam rồi, thì điều mà mọi người quan tâm đó chính là làm thế nào để tận dụng được hết tất cả dưỡng chất của quả cam, đúng không? Vậy thì đừng quên lưu ý những điều sau mà An Tâm Sống Khỏe kể để có thể được thưởng thức trọn vẹn hương vị của cam. Mặc dù nhiều công dụng, nhưng cam không phải là loại trái cây có thể ăn tùy tiện. Không ăn quá nhiều cam mỗi ngày. Ăn quá nhiều cam mỗi ngày có thể sẽ dẫn đến việc tiêu thụ quá nhiều vitamin C và tăng axit oxalic chuyển hóa trong cơ thể. Điều này sẽ dẫn đến sỏi tiết niệu và sỏi thận. Hơn nữa, ăn quá nhiều cam cũng có hại cho răng và miệng. Theo các nhà nghiên cứu, tối đa 3 quả cam là đủ để đáp ứng nhu cầu vitamin C cho cơ thể mỗi ngày. Không uống sữa gần với thời gian ăn cam. Trong cam có chứa nhiều axit tauric và vitamin C có thể phản ứng với các protein trong sữa, khiến cho chúng bị vón cục trong bụng, gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, khiến cho bạn có thể bị chướng bụng, đau bụng hoặc tiêu chảy. Bởi vậy, không nên uống sữa gần với thời gian ăn hoặc uống nước cam trong vòng 1 giờ. Không ăn cam cùng củ cải. Quá trình tiêu hóa củ cải sẽ sinh ra sulfate. Sau khi sulfate được chuyển hóa, nó sẽ sản xuất một chất chống tuyến giáp, thiocyanic acid. Còn khi ăn cam, flavonoid có trong cam sẽ được phân hủy trong đường ruột và thay đổi thành acid hydroxy và acid ferulic. Nếu bạn ăn cam cùng thời điểm ăn củ cải, hai chất trên có trong cam sẽ ức chế acid thiocyanic về tuyến giáp gây bướu cổ. Không uống nước cam trước khi đánh răng. Acid trong nước cam bám lên bề mặt của men răng và dưới tác dụng trà sát của bàn chải có thể làm cho men răng của bạn bị tổn thương. Nếu bạn thường xuyên ăn và uống nước cam trước khi đánh răng, bạn nên súc miệng ngay sau khi uống nước cam để loại trừ sự bám dính của axit trên răng, ngăn chặn sự ăn mòn của axit với men răng của bạn. Uống nước cam buổi tối, điều này là không nên bởi nó có thể khiến bạn đi tiểu nhiều và mất ngủ. Với trẻ nhỏ, bạn có thể cho bé uống nước cam vào khoảng trước 6 giờ tối bởi 8 giờ mới là giờ đi ngủ của các bé. Mặt khác, không nên uống gần lúc bạn ngủ. Lượng khoáng chất có trong nước cam không được hấp thu hoàn toàn, gây lãng phí. Uống cam bao nhiêu để cơ thể khỏe mạnh? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng vitamin C cần thiết cho mỗi người phụ thuộc vào giới tính, độ tuổi cũng như tần suất sử dụng thuốc lá. Cụ thể như, đối với nam giới, từ 19 tuổi trở lên, cần phải bổ sung 90mg vitamin C mỗi ngày, tương đương với một trái cam có đường kính 5cm. Trong khi đó, nữ giới cần từ 75mg vitamin C mỗi ngày, tương đương với một trái cam có đường kính khoảng 4cm. Đối với phụ nữ mang thai, lượng vitamin C cần thiết để cung cấp cho cơ thể là 80mg và con số này sẽ tăng lên 120mg khi bước vào giai đoạn cho con bú. Đối với trẻ em, bạn chỉ nên cho trẻ ăn nửa trái cam mỗi ngày, kể cả khi bé rất muốn ăn nhưng cũng không nên cho ăn nhiều vì có thể xảy ra tình trạng dị ứng cam. Đối với người có thói quen hút thuốc lá, bạn phải bổ sung thêm 35mg vitamin C nữa vào hàm lượng mà bạn cần thiết phải bù đắp cho cơ thể, bởi vì trong quá trình hút thuốc, các tế bào gốc sẽ tự do tăng lên. Bên cạnh đó, những kiểu người sau đây không nên dùng cam, những người sau phẫu thuật đường tiêu hóa. Trong dịch nước ép các quả thuộc loại cam quýt, phần lớn có chứa thành phần axit citric với hàm lượng tương đối cao. Chúng thường tồn tại dưới dạng muối natri citrat. Chất này sẽ tạo phức với ion CA+, là những yếu tố quan trọng tham gia quá trình đông máu. Vì thế, những người sau phẫu thuật đường tiêu hóa như dạ dày, ruột, ở các vết mổ chưa hoàn toàn hồi phục, thậm chí cả ở các trường hợp có các vết viêm loét có nguy cơ xuất huyết. Nếu ăn các loại quả cam quýt, cũng phải thận trọng để tránh hiện tượng chảy máu ở chỗ bị tổn thương. Uống nước cam khi đang dùng thuốc. Trong nước cam chứa axit nên nó có thể làm hỏng cấu trúc hóa học của các thuốc. Và một khi mất cấu trúc hóa học, đặc thù thì thuốc kháng sinh sẽ không còn sức mạnh diệt khuẩn.
bệnh nhân sẽ có nguy cơ bị nhiễm khuẩn kéo dài. Nước cam cũng có thể can thiệp vào khâu hấp thu thuốc giảm nồng độ thuốc trong máu, giảm hấp thu từ ruột. Lý do là vì nước cam chứa một chất tương tự như naringin. Chất này là bất hoạt hai men vận chuyển thuốc là OATP1A2 và CYP3A4. Không có hai men này hoạt hóa, thuốc khó lỏng mà được hấp thụ đầy đủ. Lý do là vì nước cam chứa một chất tương tự như naringin, chất này làm bất hoạt hai men vận chuyển trên. Không có hai men này hoạt hóa, thuốc khó lỏng mà được hấp thu đầy đủ. Những người bị viêm loét dạ dày. Nhiều người nghĩ rằng nước cam tốt nên có thể uống thoải mái, uống vào lúc nào cũng được. Thực tế thì không như vậy. Nước cam có thể rất tốt với người này nhưng lại không tốt cho người khác. Nếu đang bị viêm loét dạ dày, tá tràng hay viêm tuyến tụy thì không nên uống nước cam vì nó chứa rất nhiều chất hữu cơ làm tăng axit trong dạ dày, gây ra chứng ợ nóng và làm chứng viêm loét nặng thêm. Nước cam tác dụng nhuận tràng nên nếu bạn bị tiêu chảy thì nên pha loãng chung với nước và uống từng chút một thôi. Bất cứ loại thức ăn nào cũng tốt cho cơ thể khi bạn có cách sử dụng chúng khoa học, và ngược lại, nếu không biết cách sử dụng thì sẽ làm phản tác dụng. Hy vọng những mẹo uống nước cam đúng cách và hiệu quả mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn an tâm hơn khi dùng cam.